Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Alchemy nhận 20 đô top cần có kỳ hiệu ALK. Thì chương trình góp này nó chỉ random cho 5.000 winner các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới bình luận mình nha các bạn. Hoặc là join vào kênh Telegram giúp mình, các bạn mở link form ra các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền vào đây là cái đường link Telegram của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Telegram của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn nhấp vào setting nè. Các bạn nhấp vào username nè các bạn. Các bạn copy cái đường link của mình ở chỗ này nè các bạn. Rồi sau khi copy xong thì các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gỡ đường link Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sao chép liên kết. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ ETH trên dưới chocolate MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm like luôn đi. Rồi bấm sell nha các bạn. Server. Sau khi các bạn bấm sell thì nó sẽ mở khóa ra cho các bạn nhiệm vụ cho các bạn làm. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa, trên Twitter nữa các bạn theo dõi nữa. Sau khi bạn theo dõi xong các bạn bắt đập lên nè, các bạn bấm continue các bạn, rồi nó sẽ mở ra tất cả các mục này cho các bạn làm. Tiếp tục các bạn xôn xào ai góp nữa, các bạn bấm vào tweet nha các bạn, rồi các bạn bấm đăng test được một tweet. Rồi các bạn bấm vào Adly Tweet nha các bạn, có hỏi nè. Rồi được hai. Tiếp tục các bạn join kênh group, kênh trailer nữa. Username Telegram. Rồi các bạn join xào iGroup nha các bạn. Rồi các bạn bấm Ion Report nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại. Khi nó vào các bạn bấm add chatbot liền các bạn. Rồi bạn điền username Telegram cho các bạn. Chào đây mình đang làm gì video của các bạn. Hướng dẫn Calamari mà có nhiều bạn comment mình không được thích cho mấy các bạn. 2 4 5 bấm continue các bạn. Rồi được 3 tít nè. Seller các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xem tiếp bên seller. Rồi các bạn xem tiếp nha, chơi lơ mà, rồi bạn bắt đáp lên các bạn. À, còn các bạn điền lên xem Telegram các bạn tiếp tục nha các bạn. Rồi bạn bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xem Discord nè. Rồi các bạn xem Discord, nhấp vào dấu tay một cái, thăng, bấm continue, welcome. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi trên Discord thì nó có hướng dẫn mình, các bạn bấm vào một chỗ tay welcome nè các bạn. A support come. Rồi bạn lướt cấp trang nha các bạn. Còn Discord này khó vô cùng vì mình chưa lướt cấp tra được. Các bạn tiết vào đại nha các bạn. Không biết lướt cấp tra con này kiểu nào luôn. Mình lướt tùm lum hết trơn nhưng mà nó không mở khóa nè. Mình không được quyền chiên. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn ấy đại, các bạn join vào đại, các bạn copy của xin em mình chỗ này nha các bạn. Bạn sao chép rồi mình qua đây mình vào con bot thế kìa, nó có lướt cấp tra gì không kỹ chứ. Các bạn muốn nhấp vào cái hình này nè các bạn, hình nào đó ta, cái hình bot này các bạn bấm vào, bấm vào verify nha các bạn. Verify
phi. Rồi các bạn gửi cho bot nữa. Đâu tờ. Thôi đây các bạn bỏ đây các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một phi việc nữa các bạn. Rồi đã thành công rồi các bạn. Tiếp tục visit cái tít nữa. Thì các bạn xem qua trên cái tít thôi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại thôi các bạn. Không có gì hết trơn. Rồi bấm continue. Tại tại cái visit nữa. Này gì ta. Cái này xem qua website nó gửi một 30 giây 1 phút nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên các bạn để mở khóa get it các bạn. Nhưng nhiều thì cũng khá là đơn giản thôi. Lock chậm quá. Rồi các bạn join vào get it các bạn. Sau khi bạn join vào xong bắt đắp lên. Cho nó không để một tiếp tục ta. Để mình lock lại cái trang các bạn. Sau khi bạn lock nhấp vào đây follow cái nick nha các bạn. Một cái nick này khó quá. Mình đã join nét rồi, mình like nó cái. Rồi bắt đắp tới khi. Không biết mà. Đây thì bạn cấp cần cấp quyền cho nó các bạn. Để mình dịch qua tiếng Anh. Rồi các bạn bấm vào mục upload nữa các bạn. Sau khi bấm dập low nó kiểu ấy get it nữa nè. Trên sau get it nè. Cái nhiệm vụ này khó thiệt. Nó không khó nhưng mà nó chậm quá. Rồi bấm continue nha các bạn. Ok được rồi. Tiếp tục thì các bạn follow Liquidwin. Các bạn nhấp vào follow nữa. Trên Liquidwin thì các bạn bấm vào follow nữa. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm continue nữa các bạn. Tiếp tục các bạn việc lấy link ghép này mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm những token nha các bạn. Click party anh em. Rồi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vì chia sẻ này góp mình cũng như là xong nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.